Ở đây là hai. Thì thiếu đây là cái bông hoa cúc nhá. Đó. Đây là những cái cây hoa này. Đây. Mình sẽ dần đi giới thiệu những cái bông hoa trong vườn nha. Nó có rất chi là nhiều màu sắc. Đó. Đây là cái lối đi của mình. Chỉ cần dần đi thôi là thấy mệt rồi, tại vì nó nhiều lắm. Nhiều hoa để đi lên bờ này. Đây, đây là cây tắc này. Đó, đây là cây thạch thảo này. Đây là cây hoa lan huệ này. Cây này mình không biết tên này, cây màu hồng mình chịu á. Mà nó rất đẹp, mà cây này nó nở được rất lâu nhá. Ô, nó có những cái bông hoa trắng trắng nhỏ nhỏ đây này. Đó. Đây là, còn đây là cây thạch thảo. Thạch thảo thì có màu tím nhạt và nó nở thành từng chùm thế này đây. Siêu là đẹp. Đó, đây là những cây tắc. Quả này căng căng đấy. Đây, quả này cũng có thể ăn được rồi. Đây nữa. Bên này thì có những cây bông hồng. Bông hồng màu cam này. Đây là bông hồng màu cam. Thấy chưa? Còn khi nó đã tàn rồi thì nó màu này. Nó dần tàn, nó có nhạt phai màu dần đó. Đây là những cái cảnh hoa hồng leo. Hay gọi là tâm xuân ấy, rất là đẹp. Đó, thấy chưa? Nó nở rất là đẹp nhá. Mình không nghĩ đây là một cây đó. Nó có nhiều loài. Đây này này. Thấy chưa? Mỗi bóng nó nở theo một kiểu. Và nhìn rất là mê nhá. Tại vì cảnh, cả cảnh nó đối xứng với nhau á. Đó. Tay mình rung đi chứ. Đây. Đẹp đúng không? Rất là tuyệt. Good, very good. Và lần đầu tiên mình thấy cái này. Đó, trên này cũng có những cái bông hồng khác. Đó.